Hello, chào mọi người nhé. Hôm nay chúng ta bắt đầu game Plan Zombie 2. Ok, bắt đầu nhé. Chúng ta đi đây ra nào. Ok, bắt đầu đây. Ok, bắt đầu rồi, nó gấp. Ok, có 240 giây chưa nhỉ? Wow, tuyệt quá. Tuyệt vời. Wow. Ok. You want win. Ok. This is a game tiếp theo. Next game. Ok. Blast Zombie. Đây chắc là phần chapter 1 các bạn. No. Mini game. Có năng gì? Đùa. Mua bộ tiền. Ok.
Kết rồi. Đặt một con hoa. Boom. Thank you.
vừa bao. Boom. Ok, đã được cúp các bạn ơi. Trời ơi, tuyệt vời. Cái chủ sản phẩm tiếp theo, hot ga. Ok, butter, pantry. Ok, cool. Chờ đi, butter, chạy đi nào. Sẽ làm drum room, bắn quả. Bạn có bàn pháo quá đẳng cấp luôn. Wow. Ok, thảm áo. Hòa các bạn. Rồi.
Bùm. Bắn. Boom. Ok, victory. Boom. Đập con đi này, cái con kia đá con đi các bạn, đấy, đá cái con kia này.
Ok. Này các bạn nhìn búa ở đấy chưa? Một cái đâm này. Bạn nào bán được vậy để cho sao wow cướp mà mặc áo đẹp vậy ok bắn ra biển sang cái tiếp theo các bạn ơi. Slapbox 3
Ok. Lắp cho bụi coi. Mà thì bảo vệ ra. Lắp vào trong cái thải tinh à. Nắp đây các bạn, tường này cả cam này. Từ em phải nhẹ nhàng không bạn, để bảo vệ thấy. Ok.
Vậy chương trình ra đây kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Goodbye.